tiếp tục về những buổi học tẩy não của hội thánh Đức Chúa Trời, các thánh đồ phải trải qua 10 buổi học kinh thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của tổ chức này, trong đó có những người giữ chức vụ trong hội thánh. Họ sẽ gieo rắc xong nỗi lo sợ về ngày tận thế để cho người nghe ngấm sự hoàng hốt, lúng túng muốn tìm cách thoát khỏi thảm họa. Những người trong hội giáo sẽ chỉ ra con đường thoát thân và lôi kéo các thánh đồ vào hội. Với 10 bài tẩy não để thành thánh đồ hội thánh Đức Chúa Trời sau khi học được nửa thời gian, những người truyền dạy kinh thánh sẽ thay nhau tiếp tục dạy. Ngay trong buổi giảng đầu tiên, người truyền dạy kinh thánh đã vẽ ra sự rung rợn của ngày tận thế. Họ nói, chúng ta đang sống ở thời đại cuối cùng, những gì diễn ra hôm nay không phải ngẫu nhiên mà đã được sắp đặt theo kịch bản. Đức Chúa Trời nắm trong tay vận mệnh của cả loài người là như vậy, và kinh thánh là cuốn sách luật pháp nhưng không phải luật của con người mà là luật trời. Thiên tai dịch bệnh lúc nào cũng có nhưng vào thời kỳ cuối cùng tần suất nhiều hơn, cho thấy đây chính là điểm báo. Đức Chúa Trời đã cảnh báo tay vạ nhiều thì ngày cuối cùng, ngày hủy diệt không phải còn lâu và nó sẽ xảy ra ngay đời chúng ta. Các nữ sư phụ gieo vào đầu óc tín đồ sự sợ hãi với hàng loạt dẫn chứng về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hàng chục nghìn người chết. Đại dịch COVID-19 tàn khốc vừa trôi qua, rồi bão mặt trời, núi lửa phun trào. Từ đó, họ khuyên tín đồ dành thời gian nghe kinh thánh để có được may mắn và bình an tuyệt đối. Thủ thuật của họ là vừa đấm vừa xoa, gieo rắc xong nỗi lo sợ về ngày tận thế, để cho người nghe ngấm sự hoàng hốt, lúng túng, muốn tìm cách thoát khỏi thảm họa, họ mới chỉ ra con đường thoát thân. Đó là sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Người truyền dạy kinh thánh sẽ đặt ra câu hỏi, trái đất bị hủy diệt, chúng ta sống ở đâu? và cũng là gợi mở để gieo rắc cho tín đồ sự tò mò, không bỏ giữa chừng, tiếp tục nghe giảng. Trong suốt quá trình học, tín đồ sẽ được chăm sóc cực kỳ nhiệt tình, nắm bắt diễn biến tâm lý hết sức sâu sát. Luôn hỏi tín đồ mới về ngày, giờ, các buổi học tiếp theo và hỏi còn có những điều gì không hiểu để trực tiếp giải đáp. Trong những buổi học sau đó, người truyền dạy kinh thánh nói với tín đồ mới muốn tránh được ngày phán xét cuối cùng phải hướng về Siôn là nơi tổ chức các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa trời, nơi lưu giữ các điều dân và luật pháp của Đức Chúa trời. Phải vào đó mới nhận được sự bảo vệ cứu rỗi của Đức Chúa trời về phần linh hồn. Thậm chí họ còn truyền tay nhau bài giảng về văn hóa Siôn. Không những thế họ luôn khẳng định những điều viết trong kinh thánh là lời của Đức Chúa trời và là sự thật. Những giáo lý không tuân theo kinh thánh này đều là giả dối. Theo đó, ngày sa đối với hội thánh Đức Chúa Trời là thứ bảy chứ không phải là chủ nhật. Theo thánh đồ của hội, Noel thực chất là ngày sinh của thần mặt trời và đã được thay đổi thành ngày sinh của Đức Chúa Giê-su, tức ngày giáng sinh. Thánh đồ cho rằng không thích đi chơi Noel, tức là ít bị ma quỷ cám dỗ, rất nhiều người Việt Nam không đi nhà thờ nhưng nhắc tới Noel ai cũng thích. Đó là một trò của ma quỷ, sa tăng. Chúng ta cứ bị cám dỗ, mù quáng đi theo mà không biết bản chất là gì. Lễ Giáng sinh không phải do Đức Chúa Trời lập nên, cũng không phải dựa trên kinh thánh. Những người thường xuyên giảng kinh thánh sẽ thao túng những tín đồ tin những gì đang thấy ở thực tại chỉ là giả dối và có thế lực ma quỷ đứng sau cám dỗ. Cứ thế, mỗi buổi học, tín đồ mới lại được hé lộ thêm một điều được giấu kín. Người giảng kinh thánh đưa ra một thế giới thần bí, một nơi ở như mơ mà ai trở thành con cái của Đức Chúa Trời mới được nghỉ ngơi đời đời, không phải lo kiếm đồ ăn, được tự do ăn hoa quả trong vườn. Nơi ấy chính là nước thiên đàng. Khẳng định kinh thánh là sách khoa học, nhưng họ lại chỉ ra những điều mang yếu tố tâm linh huyền bí, thậm chí nhiều người nghĩ chỉ có trên phim ảnh theo thánh đồ của hội, chúng ta vốn là thiên sứ ở trên trời, là công dân nước thiên đàng. Để có thể thoát được tai vạ, chúng ta phải tham gia lễ vượt qua, tức là nhận ấn của Đức Chúa Trời. Theo hé lộ từ những người trong tổ chức này, các kỳ lễ trọng thể khác của hội thánh chỉ tổ chức mỗi năm một lần, nhưng riêng lễ vượt qua được tổ chức hai lần trong năm để những người không có điều kiện tham gia lần một có thể tham gia lần hai và nhận được sự sống đời đời, lần 1 vào ngày 14 tháng 1, lần 2 vào ngày 14 tháng 2 hàng năm và được tính theo tháng lịch, không phải lịch mà chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian nghe giảng lời kinh thánh, các bậc giảng sư chỉ nói về lễ vượt qua, ngày sa-bát thứ bảy phải nghỉ ngơi, chứ không hề nhắc tới điều kiện bắt buộc để được tham gia lễ vượt qua là phải giữ phép báp-têm. Phải tới buổi học thứ 10 cũng là ngày rất sát với lễ vượt qua lần thứ hai, nghi thức này mới được nhắc tới. Theo hội thánh, sách sự sống như sổ hộ khẩu trên nước thiên đàng. Ai có tên trong sách sự sống thì về nước thiên đàng, ai không có tên trong đó đều bị ném xuống hồ lửa. Người theo hội thánh vì lễ bát têm như khoa cấp cứu. Bát là cấp cứu, là sự khẩn cấp về phần linh hồn và chúng ta cần cấp cứu càng sớm càng tốt không được chậm trễ, không được kéo dài thời gian để nhận được sự cứu rỗi. Một trong những người truyền dạy kinh thánh đoan quyết cho rằng, ngày nay nhiều nhà thờ, hội thánh khác cho rằng chỉ được chịu phép báp têm sau 6 tháng hoặc một năm học kinh thánh, nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời cho rằng phải chịu phép báp têm ngay, không được chậm trễ một giây phút nào. Điều đó cho thấy nghi thức này quan trọng như thế nào. Đây chính là những lời đe dọa khiến không ít người Đặc biệt các sinh viên vừa chập chững làm quen với giảng đường, tâm hồn vẫn như tờ giấy trắng, trở nên lo sợ về tương lai của mình, nên đi theo và đánh mất tương lai sự nghiệp. Học Kinh Thánh đến buổi thứ 10, tín đồ coi như đã sắp về đích, đã đi được 90% quãng đường và sắp đứng trước ngưỡng cửa của nước thiên đàng. Mặc dù trong suốt những buổi học ấy, tín đồ thấy mình như lạc vào một ma trận với rất nhiều khái niệm, những ví dụ và cả hệ thống nhân vật được nhắc tới. Nhưng với thánh đồ của hội, trong 8 tỷ người dân trên thế giới, không phải ai cũng nhận được sự cứu rỗi vì Đức Chúa Trời phán. Con đường vào nước thiên đàng là cửa hẹp, mà cửa hẹp thì khó qua. Việc tín đồ cần làm là tin vào những lời phán của Đức Chúa Trời vì Ngài lựa chọn sắp đặt cho tín đồ tới giờ phút này. Thời điểm này là không sớm cũng không muộn. Người truyền dạy kinh thánh lý giải mọi sự xảy tới không phải ngẫu nhiên mà là kịch bản. Chúng ta là diễn viên cần diễn như thế. Họ hỏi tín đồ đến thời điểm này đã muốn dự lễ bát thêm chưa? Khi được đáp lại là rất muốn thì ai nấy đều rất vui vẻ chúc mừng. Được biết, những ngày đầu tham gia, những thánh đồ sẽ được yêu ái và có 3 người phụ nữ thay phiên nhau truyền dạy kinh thánh. Thời gian học 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng là do tín đồ mới tham gia định đoạt và người truyền dạy kinh thánh sẽ đáp ứng. Trước khi trở thành thánh đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời, phải trải qua 10 buổi học kinh thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của tổ chức này, trong đó có những người giữ chức vụ trong hội thánh. Những ngày đầu tham gia, tín đồ sẽ được ưu ái và có ba người phụ nữ thay phiên nhau truyền dạy kinh thánh. Thời gian học 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng là do tín đồ mới tham gia định đoạt và người truyền dạy kinh thánh sẽ đáp ứng những người truyền dạy kinh thánh đều là những người có vai vế trong hội thánh và đặc biệt có khả năng truyền đạt, nắm vững tâm lý học viên và thấm nhuần từng câu, từng từ trong kinh thánh. Những người như thế mới đủ trình để giảng dạy cho tín đồ mới. Người truyền dạy kinh thánh ngồi giảng giải khoảng một tiếng đồng hồ với những kiến thức xoay quanh việc không nên ăn đồ thờ cúng trước khi vào làm lễ bát têm để ghi tên mình vào sách sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Người truyền dạy kinh thánh sẽ thường xuyên liên lạc để nắm bắt tâm tư tình cảm Hoặc tìm kiếm nhân sự lôi kéo được vào hội thánh Họ có chức sắc trong hội thánh Nhưng trong quá trình giảng dạy cũng như trò chuyện Họ không bao giờ để lộ thân thế Thánh đồ biết tới họ cũng chỉ là đoán giả, đoán non Zoom vừa được kết nối, một người phụ nữ sẽ xuất hiện trước Sau đó lần lượt từ 4 tới 5 người khác cũng vào Zoom Họ chỉ trao hỏi rồi tắt micro Thậm chí có người lặng lẽ vào trong suốt buổi giảng, không ai trong số họ nói câu nào, chỉ là những lời nhắn tán dương, tuyệt vời. Mỗi khi trả lời đúng câu hỏi hoặc ngợi khen quyền năng siêu việt nào đó của Đức Chúa Trời. Mỗi buổi nghe đều có các chị em vào ngồi cùng, nghe cùng vì luôn có thế lực ma quỷ, sa tăng tranh chiến cùng con cái Đức Chúa Trời, dụ dỗ lôi kéo để không muốn chúng ta biết được lẽ thật của Ngài. Để nói chuyện được với Đức Chúa Trời, để xin Ngài hãy gìn giữ linh hồn này, cho linh hồn này được nghe hết lời của Ngài chỉ thông qua nghi thức cầu nguyện. Cầu nguyện là đối thoại giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Trong những lời giảng của tất cả các buổi học, các bậc giảng sư này luôn chỉ ra ma quỷ và sa tăng chính là kẻ ở dưới trái đất này, xóa bỏ điều gian luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là cắt mọi con đường để linh hồn.